xin chào tất cả mọi người. Bây giờ cũng đã 11 rưỡi, mình mới làm xong công việc của ngày hôm nay, chuẩn bị đi ngủ và không thể nào quên được em bạn thân. Đây chính là gen nhiệt bụng không thể thiếu của La Nancy. Gen này mình sử dụng chắc cũng được 1 năm luôn rồi nè. Gen này có tất cả 9 xương giúp mình định hình thành bụng. Lớp bên trong sử dụng hoàn toàn bằng cô tông nên không gây nóng và ngứa. Bên ngoài được làm bằng lớp cao su non tạo độ co giãn FL dần dần, không tạo cảm giác khó chịu bị sốc khi FL đột ngột. Mỗi gen thông thường được có 3 nấc cài như thế này, nhưng đối với loại của La Nancy đang sử dụng thì cái bản cài này nó to hơn chắc khoảng 5cm lận á, giúp việc hạ sai rất tốt. Ngoài ra những móc khóa này sử dụng thép không rỉ siêu bền. Điều thần kỳ của chiếc gen này là làm cho vòng eo của chúng ta giảm từ 5-7cm lận, tạo cho vòng eo của chúng ta được cong và giúp vòng một được nâng cao hơn. Độ bám siết của gen ôm sát vào cơ thể nên mình có thể thoải mái làm việc và vận động mà không sợ chạy gen. Một điểm cộng nữa là khi mang gen này mình có thể diện body thoải mái mà không sợ bị lộ, giúp cho vòng eo của mình giảm từ 5-7cm để mình có thể mặc đồ gọn và đẹp hơn. Điều đặc biệt ở đây nữa là không chỉ tốt cho nữ mà còn tốt cho tất cả các bạn nam. Bo nói thêm một vấn đề nữa mà cái vấn đề này là mình tâm đắc lắm luôn nè, đó chính là trong quá trình sử dụng thì gen giúp mình luôn trong tư thế thẳng lưng, giống như kiểu là siết chặt định hình vòng eo và tạo cho cuộc sống của mình luôn có cảm giác thoải mái. La Nancy nghĩ là phù hợp với tất cả mọi người, dù là nội trợ hay đối với những bạn làm văn phòng. Các bạn có thể làm việc và vận động thoải mái, hoặc đối với những bạn không có thời gian để vận động. Khi sử dụng gen thì hai bên eo của mình có một đường cong nhất định, giống như kiểu là đồng hồ cát á. Hồi xưa mới sử dụng thì La Nancy chỉ cài nấc ngoài cùng, bây giờ đã hạ xuống 2 size. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của La Nancy. Đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhất nha.